Cả Việt Nam chúc mừng, chính thức Trần Thị Thanh Thúy giành giải vận động viên được yêu thích nhất năm. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Nhân dịp năm mới xin kính chúc toàn thể quý vị và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Các bạn thân mến, theo kết quả cuộc bầu chọn kết thúc vào 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023, Trần Thị Thanh Thúy, vận động viên thể thao được yêu thích nhất của Cúp Chiến Thắng 2023. Đây là hạng mục duy nhất hoàn toàn do khán giả bình chọn và được công bố sớm nhất. Ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua hàng loạt vận động viên với thành tích nổi bật. Để các bạn hiểu rõ hơn về giải thưởng này, giải thưởng Cúp Chiến Thắng là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tài năng có đóng góp đặc biệt xuất sắc và làm rạng danh cho thể thao nước nhà. Giải thưởng được Tổng cục Thể dục Thể thao, nay là Cục Thể dục Thể thao, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận và được các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ xem như một giải thưởng uy tín và có giá trị nhất của ngành thể thao hàng năm. Đây là giải thưởng được ví như Oscar của thể thao Việt Nam. Giải thưởng góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển thể thao Việt Nam và là nguồn động lực để những người làm thể thao, trực tiếp nhất là các vận động viên và huấn luyện viên thể thao nước nhà thêm nỗ lực hết sức mình thi đấu dưới màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia. Năm nay Thanh Thúy nhận được 17.074 lượt bầu chọn, hơn người thứ hai là Nguyễn Huy Hoàng, bộ môn bơi có 9.729 lượt bầu chọn. Các vị trí tiếp theo thuộc về Lê Văn Công, cử tạ 6.665 lượt bầu chọn, Trần Thị Ngọc Yến, cầu mây 5.539 lượt bầu chọn, Thúy Hiền bơi lội 5.452 lượt bầu chọn. Cúp Chiến Thắng 2023 còn các hạng mục khác là vận động viên của năm, nam nữ, huấn luyện viên của năm, đội tuyển của năm, huấn luyện viên nước ngoài của năm, vận động viên trẻ của năm, hình ảnh khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm, thành tựu cống hiến trọn đời, vận động viên người khuyết tật xuất sắc và đồng đội của năm. Tổng mức giải thưởng của Cúp Chiến Thắng 2023 là 750 triệu đồng, trong đó mức thưởng cho hạng mục đội tuyển của năm được tăng gấp đôi là 100 triệu đồng. Được biết, Cúp Chiến Thắng 2023 sẽ vinh danh các tập thể cá nhân vào tối 16 tháng 1. Ngay sau khi thông tin Thanh Thúy đoạt giải, người hâm mộ đã ồ ạt vào fanpage của Thanh Thúy cũng như bóng chuyền Việt Nam để chúc mừng. Chúng ta cùng xem họ nói gì nhé. Chúc mừng cháu, một vận động viên trẻ đầy tài năng của đất nước. Hãy luôn tỏa sáng để đem vinh quang về cho đất nước nhé. Khủng long Thanh Thúy, tay đập tạo ra địa chấn của bóng chuyền Việt Nam, có khả năng bị bào mòn sức lực vì tham dự quá nhiều giải đấu trong thời gian ngắn. Dẫu sao, cũng chúc mừng Thanh Thúy, em quá xứng đáng với danh hiệu này. Chúc mừng em và chúc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong năm qua. Em hãy bay cao và bay xa cùng đội tuyển em nhé, xứng đáng lắm cô gái. Hy vọng chiến thắng để đời này sẽ là động lực để cho Thanh Thúy có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa và ngày càng góp sức đưa bóng chuyền Việt Nam lên tầm cao mới. Thúy không chỉ đưa thành tích cá nhân mà còn góp công lớn đưa cả bóng chuyền nữ Việt Nam đạt nhiều vinh dự, yêu quý Thúy. Vâng, đó là những tình cảm mà các cổ động viên đã dành cho Thanh Thúy. Các bạn thân mến, năm 2023, Trần Thị Thanh Thúy đã giành được nhiều thành tích ấn tượng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như vô địch cúp các câu lạc bộ nữ châu Á, vô địch ABC Challenger Cup, qua đó giành quyền tham dự hai đấu trường thế giới FBVB Challenger Cup và FBVB Women Cup World Championship, vào top 4 giải vô địch châu Á và ASEAN 19, huy chương bạc SEA Games 32. Chúng ta cùng điểm qua những thành tích nổi bật của Thanh Thúy nhé. Trần Thị Thanh Thúy là một nữ cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Cô sinh ngày 12 tháng 11 năm 1997 tại Bình Dương, Việt Nam. Từ năm 2014, cô đã sớm trở thành một thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đến năm 2019, cô được chọn trở thành đội trưởng của đội tuyển quốc gia và được xem là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Sở hữu chiều cao lên đến 1m93 và có tầm đánh lên tới 3m15, cô là một chủ công xuất sắc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với những cú đập cực kỳ uy lực. Thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm qua có dấu ấn không nhỏ của Thanh Thúy, gây chú ý bởi chiều cao không đối thủ tại câu lạc bộ Nhật Bản. Tiếp tục khoác áo câu lạc bộ PFU Bluecat ở mùa giải 2023-2024 tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản V-League, Trần Thị Thanh Thúy nhanh chóng gây chú ý khi là cái tên có chiều cao tốt nhất trong danh sách 15 vận động viên của Mèo Xanh. Xếp sau đội trưởng của tuyển bóng chuyền Việt Nam là phụ công Yumi Hayashi, chủ công Dali Santana và đối chuyền Melissa Vandes cùng cao 1m85. Đặc biệt ở mùa giải này, Thanh Thúy được huấn luyện viên Masayasu Sakamoto đăng ký thi đấu ở vị trí đối chuyền và phụ công. Đây là điều khá bất ngờ khi các mùa giải trước, vận động viên 25 tuổi quê Long An được huấn luyện viên người Nhật Bản xếp thi đấu ở vị trí phụ công. Đáng nói, cả hai vị trí trên đều không phải vị trí sở trường của Thanh Thúy khi cô gái sinh năm 1997 vốn nổi danh ở vai trò chủ công.
lần đầu nhận danh hiệu xuất sắc tại giải Nhật Bản. Trong trận đấu giữa PFU Phuket và Victorina Himeji diễn ra vào ngày 29 tháng 1, Thanh Thúy đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng khi ghi được 10 điểm, trong đó có 3 điểm block cùng hiệu suất dứt điểm lên đến 53,8%. Điều này đã góp phần quan trọng giúp cho PFU Phuket giành chiến thắng với tỷ số 3-0 với các tỷ số 25-17, 25-20 và 26-24. Qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League. Đặc biệt, cá nhân Thanh Thúy được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp nữ vận động viên cao 1m93 có được danh hiệu này sau gần 3 năm thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Danh hiệu của Thanh Thúy mang đến sự phấn khích rất lớn cho người hâm mộ bóng chuyền Nhật Bản, nhất là khi tại PFU Phuket, Thanh Thúy thi đấu ở vị trí phụ công trái sở trường. Trước đó, ở trận đấu lượt đi gặp câu lạc bộ Kurobe Aqua Fadies diễn ra vào ngày 14 tháng 1, Thanh Thúy chơi tỏa sáng khi một mình ghi đến 20 điểm, trong đó có rất nhiều tình huống chắn bóng hiệu quả. Tuy nhiên, dù có sự tỏa sáng của Thanh Thúy và chủ công ngoại binh Melissa Vades ghi được 23 điểm, đội bóng PFU Phuket vẫn nhận trận thua sốc với tỷ số 1-3 trước Kurobe Aqua Fadies với các tỷ số 19-25, 25-21, 24-26 và 21-25. Đến trận lượt về sau đó một ngày, Thanh Thúy tuy vào sân từ băng ghế dự bị đã có màn trình diễn tỏa sáng với 18 điểm, trong đó có nhiều tình huống chắn bóng ấn tượng để giúp cho PFU Phuket ngược dòng thắng chung cuộc 3-1. Lập hat-trick danh hiệu tại tuyển quốc gia. Ở cả hai giải đấu AVC Challenge Cup 2023 và giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đều là cái tên giành danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải. Bên cạnh đó, cô còn giành thêm giải thưởng chủ công xuất sắc nhất tại AVC Challenge Cup 2023. Có thể thấy trong năm 2023, Thanh Thúy luôn là tay đập ghi điểm chủ lực cho đội tuyển quốc gia ở tất cả các giải đấu mà cô góp mặt. Bên cạnh trình độ chuyên môn cao là niềm hy vọng số 1 của ban huấn luyện và người hâm mộ mỗi khi đứng trên sân, Thanh Thúy còn cho thấy mình xứng đáng với tấm băng đội trưởng tuyển quốc gia khi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng đội mỗi khi đội nhà ở vào tình thế khó khăn. Tại cúp câu lạc bộ nữ thế giới 2023 diễn ra ở Trung Quốc vào giữa tháng 12 vừa qua, việc Thanh Thúy không thể góp mặt do đang khoác áo câu lạc bộ PFU Phuket đã mang đến sự tiếc nuối rất lớn. Thậm chí việc Thanh Thúy không có mặt ở giải đấu này làm cho lượt tìm kiếm tên Trần Thị Thanh Thúy trong tuần diễn ra giải đấu vươn lên đứng thứ 3 thế giới trên chuyên trang dữ liệu bóng chuyền quốc tế Volleybox, chỉ kém cặp chị em sinh đôi nổi tiếng của Hàn Quốc là Lee Jae-yong và Lee Da-jeong. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng cũng như sự nổi tiếng của chủ công này với người hâm mộ bóng chuyền quốc tế. Lọt top các tay đập xuất sắc giải Nhật Bản. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ PFU Phuket và Okayama Shigun tại giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản 2023 V-League diễn ra chiều ngày 5 tháng 11 vừa qua, Thanh Thúy ghi đến 25 điểm, gồm 22 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 2 điểm phát bóng trực tiếp. Chủ công cao 1m93 chính là cái tên ghi nhiều điểm nhất của trận này, giúp cho PFU Phuket có chiến thắng áp đảo 3-0 lần lượt với các tỷ số 25-23, 25-17, 25-19 trước Okayama Shigun. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Mèo Xanh sau chuỗi 3 trận toàn thua tại giải đấu cao nhất của bóng chuyền nữ Nhật Bản, qua đó giúp cho Phuket vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, với hiệu suất đạt 49,3%, Thanh Thúy đứng thứ 4 trong nhóm cầu thủ có hiệu suất ghi điểm cao nhất giải tính đến thời điểm hiện tại. Song song đó, với 78 điểm có được từ đầu mùa, Thanh Thúy lọt top 11 tay đập ghi nhiều điểm nhất V-League mùa giải năm nay. Đây là những thống kê đáng tự hào của tay đập đến từ Việt Nam tại giải đấu danh giá của thế giới. Ở trận đấu gặp Kurobe Fadies trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ vô địch Nhật Bản 2023 diễn ra vào ngày 23 tháng 12, Thanh Thúy thi đấu ở vị trí phụ công đã ghi đến 15 điểm, góp phần giúp cho Phuket có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 chung cuộc. Kết quả này giúp cho PFU Phuket sẽ kết thúc năm 2023 với một chiến thắng cùng với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có cách biệt an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Có thể thấy, dù ở cấp độ câu lạc bộ hay tuyển quốc gia, dù được xếp thi đấu ở bất kỳ vị trí nào, Trần Thị Thanh Thúy cũng biết cách tỏa sáng nhờ trình độ chuyên môn nổi trội. Chủ công cao 1m93 xứng đáng là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.